Dán ba phân không tính sắp vô để vô bộ dán hai giờ giờ không có bộ dán để nè gỡ bộ dán luôn mà hả 78-79 mà được chiếc xuồng này là mẹ làm giàu nè. Dạ như này chiếc xuồng này chở chục giờ gạo phải ru. Còn hồi đó là mẹ chở chiếc xuồng nhỏ hay chiếc xuồng hôm bữa thì Hoàng Sơn có quay hai cái chiếc tàu này thì có nhiều cô chú hỏi bên cậu Tám có bán ghe không, thì cậu chỉ có bán hai chiếc này thôi cả nhà ha. Hai chiếc tàu kéo nè. Hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình qua cầu 8 ngang. Ở phía trước thì cầu 4 kìa, cầu 9 đi phía trước nè. Hoàng Sơn chào cả nhà mình ha. Bữa nay thì mình qua mình coi chiếc xuồng làm tới đâu rồi, nghe cầu 8 nói làm cũng khá là nhiều. Không biết nó đẹp cỡ nào ha. Rồi cầu 4 ở nước ngoài về rồi lâu rồi không có qua trại ghe. Nay qua cầu 8 lai rai với xem cảnh đóng ghe là nhớ ngày xưa. Cầu 8 ra nước kìa. Đâu có xa mà gần đó. Cái bãi này thì mình phải đi xe máy chứ mình sẽ hơi mình phải đậu ở ngoài. Cát quá trời. Này cậu Tám ở con mình nên là mẹ chuẩn bị đồ ăn sẵn, mẹ nấu cái lẩu cá dứa, nhà có cá dứa nấu cá dứa ha. Nhà có đồng bạc dạ. Vợ thì đi vắng chợ thì xa, vườn rộng rào thưa khó bắt gà. Cây xíu có trái mít nè mẹ, trái mít to nè. Vợ thì đi vắng chợ thì xa. Bữa nay nước ròng nó xuống thấp quá chừng. Dòng ở phía trước không? Đó, mình nôn chiếc xuồng, mình lên mình coi chiếc xuồng. Dạ. Dạ. Bắt sạp luôn rồi mẹ. Ôi, đó, lấy bộ dán nữa hả? Gì lấy bộ dán hả? Cậu Tám chưa con vàng đà luôn á. Trời ơi, vàng đà nữa. Con chứ đâu phải cậu Tám làm ghe khủng luôn. À, cái này nó dài cả mấy trước chiếc này đóng đái vũ đái không bung mê luôn. Đóng đái khỏe theo luôn. Vậy vậy nó chở sao thước? Chiếc này hơi tái vàng đà hết luôn nè. Dán ba phân luôn nè. Thêm vàng đà dán ba phân. Rồi lấy bộ dán nhà cưa lót rồi. Chứ giờ thay vì em đi cưa em cũng phải tốn tiền. Trời ơi. Quá giữ luôn. Con này ngồi băng nè. Mà ngặt con cái gì bả nó phải giữ. Không giữ mất. Bọn này mai cậu cắt cậu rảnh rảnh cậu cắt cái này đặng là ra có nước bằng tát. Dạ. Chắc không ai dở đâu.
anh bây giờ anh đừng có cắt cái đó, cái chiếc ba lá này thì anh chắc nước không có vô đâu. Anh rét không chị? Bốn người sạm tới 3 giờ mới rồi á. Dạ. Sạm kỹ lưỡng luôn. Ủa? À, cả nhà thấy ghe ngon ghê không? Trong cũng có sạm hả? Đâu, đúng rồi. Ủa, ở ngoài, ở ngoài có hai đường mà. Coi vậy chứ có hai đường mà nó nứt tụi làm kỹ vậy hả? Cứ 3 giờ mới rồi á con. À, cậu làm mấy cái đầu đinh hết ráo à? Cái mua cái Honda là... máy hả cậu? Bốn ngựa. Cái này ra sông lớn là ngon lành luôn nè chứ. Ngựa là ở nhà không có bán rồi. Hổm anh mới bốn người chạy được. Có 3 triệu à. Dạ. Là mua cái Honda. Dạ. Rồi nó hỏi cậu có ba lá không? Nó có ở đây coi chiếc ngon lắm. Mình tính làm sơ. Không được làm một thùng chai 10 lít ha. Với một yến rưỡi chai bột. Rồi bù lon đinh con tám. Cái sườn đẹp quá trời luôn, cậu làm lại thành sườn du lịch luôn rồi. 1 triệu 9 tiền vật tư sản tép, 1 triệu tiền công. Mướn thằng thợ nó làm cho em 2 ngày là hết 900 ngàn. Đó em cộng thôi em không có công chứ em nói qua lợi vợ em cự em quá trời. Nói tới nó lui cậu lớn nói. Dạ, còn thiếu cái bộ chèo này với cây chèo nè. Bây giờ cây chèo thì anh mai anh ấy. Dán ba phần không tính sắp vô để vô bộ dán ai giờ giờ không có bộ dán để nè. Gỡ bộ dán luôn rồi hả? Trời. Bộ dán vợ cắt bỏ này nè. Rồi đây đưa về bán có khoảng trên 500 ngàn nữa nè. Dạ. Mướn đò ta kéo với bộ không cho mình về. Mà nó nói cho nhiêu cho nó ăn nhiêu là trả chứ tiền dạ. Cho nhiêu cho. Thì hỏi người ta không. Nhiêu mình trả chứ. Anh rẻ không anh? Nói thiệt tính về. Nghĩ kỳ kỳ. Kỳ đâu kỳ. Anh em về cái đống không có mình coi cỡ bộ. Coi clip đó. Coi dữ lắm bộ coi tối ngày luôn á. Quá chừng là đóng cậu đóng lại cái cây này cứng nè bởi cái cây nó hơi yếu dạ. Rồi cậu bắt lại thêm mấy cái con bồ lon vô trong mấy cái cây đà nữa nè cây này cây công dạ. Dưới cây thì mới là cây ngang với là cây đà cây mới là cây đà còn cây trên là cây công ha quá trời cứng luôn cái sườn này giờ mười mấy người á bằng xe 16 chỗ được à 56. Kéo hồi đó hai anh em mình đi chiếc xuồng cả chút nè, nhỏ hơn anh cả cả chiếc xuồng đó đó với đậu với đó đó đây có lớn hơn gần bằng chiếc này nè cái chiếc kia dạ ngon quá trời luôn cậu em cây hết à dạ không bao giờ bể nước dạ cậu đóng này luôn à ha cứng quá trời luôn cho nó như mình ngồi mình để đồ nó không có lọt xuống khoang cái trời ơi này lên đây ngủ luôn còn được mà ngồi cũng như mình đi chơi mình ngồi đây nè dạ. Chạy ô chèo ngồi 4-5 người dạ. Băng nè quá đã luôn cậu còn thấy muốn nhậu thì trẻ xuống đây nhậu vậy dạ. Bạn để cái bếp dưới đây chơi được rồi nè trời ơi quá trời cứng luôn hả để cái bếp rồi tốt dạ để cái bếp nè đà cậu thêm mỗi cái cây đà đó dạ chứ cậu đâu có để thưa cậu tám làm thêm mấy cây mới nè cậu tư mấy cây đà nè đóng thêm nữa nè, đóng thêm mấy nè. Cái quất lá ve gió là hai tấc nữa là định đi Cà Mau được. Trời ơi, thêm ở giữa mà, cây đà ở giữa hết ráo luôn mà. Tới trong này luôn đó nè, chứ đâu dạ. Phải ở ngoài không đâu. Trời ơi, giỡn này có cái thùng này nữa sướng quá. Đó, thêm đà đây nữa nè. Có cái thùng để chứa đồ nữa nè. Để đồ ở đây. Nguyên hai tấm này thì chết. Hết thì ngon luôn. Để chài lưới rồi. Rồi cái này ra chài lưới làm nghề ghe được luôn rồi nè. Sao cũng vậy được chiếc xuồng cả gia đình đúng đâu con đúng đâu chị nói là dài 6 thước à đâu 6 này còn 9 thước mà dữ vậy hả 9 thước mà hả trời ơi chiếc xuồng đó mình đi có 6 thước 2 à dạ ngắn cậu bắt mấy cái cây này vậy nó cứng xuồng dữ mà cậu có cái thang đứng ở dưới dạ. Đó đứng thang nằm hai dạ, thang đứng thang nằm câu ngang rồi cái thang nằm bởi cậu nói chiếc này mà giặt đáy đâu sợ bung đâu nè cậu có theo là phải không dạ, ăn dưới nè quá dữ luôn trong đáy mà giặt rồi hết nó nổi luôn rồi tám kéo thử ra dài nhiêu một thước hôm nay mới 7 thước 5 tới đây 8 thước 8 thước khoảng 8 thước 8 thước nè dạ thấy 8 thước 7 thước 5 còn mày ngang cậu 8 thước mày ngang chiếc xuồng này 9 7 thước 7 mày ngang thước rưỡi hả đi 8 thước mấy 7 thước 5 thước 4 thước rưỡi dạ. Thước 4 8 rưỡi đó này mà không thước 4 thước 4 luôn cái mỏ luôn 8 ngang thước rưỡi không thước 4 thước 4 sau chắc 4 tấc mấy dạ sau 4 tấc
Quá trời hết nó nổi luôn. Lót cái tấm dán này nữa. Thôi ơi, bỏ dán thì dán lấy cắt. Dám luôn. Giờ chị cưa dán 2 phân trên 1 triệu. Giờ em không sử dụng em bỏ vô em lấy 1 triệu ra. Dạ. Dạ. Không triệu đâu đủ. Dạ, dán này nhiều tiền mà. Miếng 100.000 thôi. Dạ. 6 miếng này hầm lái hầm mũi rồi băng này thì 1 triệu. Thôi dọn nhà xuống đây ở được rồi, cứng quá trời. Remote mới ra kéo vậy hả? Dạ. Đồ em nói rồi mà nó nói cho nhiêu cho nó đâu được, nói nhiêu chứ mất lòng. Mà đây bển phải trên 500.000 chị. Dạ. Cũng như người ta chở chuyến đây vô số lên thì đó. Dạ. Thì ghi vô số lên. Không thì cứ kéo vô tới nơi luôn đi chứ mình đâu có máy rồi kéo. Dạ. Thì mình trả thêm tiền. Em theo làm gì đồ ạ? Dạ. Không có sao cứ qua đi, có gì con lấy xe chở cậu về. Không có đò. À đò về. Đò này nè, đò đi qua luôn. À đò đưa qua rồi đưa về. Đò đưa qua rồi mà nó nói cho như cho thôi, cái nào nói. Cậu cho kéo vô tới nhà giúp giùm con luôn đi rồi trả tiền cho họ thêm. Cậu tới ngay chắc ta. Vì Út thì vô lúc cái cầu ông trên tám vuông vô nữa hả? Chưa được không? Cái cầu Bà Năm Rê á. Cái cầu ngang chỗ ra. Cầu ngang đó. Cầu Bà Năm Rê. Ngang chỗ cầu Bà Năm Rê. Đó thẳng luôn xuống đó là Bà Năm Rê. Ngay bờ phè. Ở cầu ngay chỗ nhà ông Mỹ Ngôi á. Dạ. À. Chúng rể cho lắm á. Ông Mỹ Ngôi là cầu ngoài vô cầu trong nữa. Cầu tấm sim hả? Cầu tấm sim hả? Vô trong nữa, khỏi đình vô trong chút nữa. Vô đình vô nữa. Tại vì rạch nó lớn lắm, thì chưa trong được. Vô đó em hỏi. Còn cái nhồi nó chặt quá thì mình dừng lại mình bơi mình cho thôi vậy. Chèo thì có cây làm cạn dạ. Mai thì đem vuốt. Vậy vuốt cây chèo. Vậy cái này là vài hôm nó cứng là kéo về được rồi hả cậu? Ừ. Thì cậu hãy gần về cái cũng như muốn lấy thì hai bữa trước cậu lắp dò cho một nước cũng còn chai lắp dò là anh sao à, thay dầu hả? Dạ cho cái cây nó lâu cây nó tươi lại. Dạ rồi cả nhà thấy cái xuồng lý tưởng chưa? À, bữa nay tới ba ông thự ghe nhà kiểm tra lần rồi cái này kêu bằng kiểm định ba ông thợ tàu là một cước là 1 triệu qua. Hồi xưa ông ngoại mình thì có cái trại ghe rất là lớn thì cái sau này cái cậu chín cậu tư cậu tám theo nghề à, rồi từ từ cái còn có mình cậu tám mà chắc sắp tới chắc bỏ nghề nữa quá. Ra khỏi văn bằng ra khỏi cái chốt bằng mà dẫn lại cả nhà thấy gì to kìa. Ở đây hai chiếc tàu này nè, hai chiếc tàu nằm trên đây nè, thì có cái lối đi rồi ngoài chiếc tàu cái lối đi rồi ngoài chiếc tàu quá lý tưởng luôn. Hai chiếc tàu kia là bự, hai tàu đó rồi cái lối đi để ngoài sắp dán xuống nhà cách cao trên này nè. Dạ gõ nó xuống đông quá rồi đi. Vậy nghỉ dãi như chỗ cây sầu đó đó. Đó chị, cây sầu ngoài đó đó. Mà sao nó lỡ dữ rồi ta? Cái này chỗ này xấy vậy. À, chiếc xuồng đẹp quá. Cậu Tám làm hết sảy. Này có 3 tấm thôi ha. Một tấm gỗ nè, một tấm như vậy nè. Là bên hông. Một tấm bên dưới và tấm phía bên kia à, 3 tấm. Thì có cô chú ở xa nói là gọi là xuồng tam bản à, còn ở đây thì cậu nói là xuồng ba lá lớn à, cậu mua về thì cái cậu tháo mấy cái cây nhỏ ra cậu đóng mấy cây lớn vô rồi đóng thêm mấy cây đà nữa, đóng thêm cứ 2 cây đà cậu chèn ở giữa hết đó, nó thành đập gấp đôi à, rồi cậu đóng cái băng ngồi nè, gỗ nó vừa cứng nè, vừa làm chỗ ngồi vừa cứng mà nó giữ cái khung cho chiếc xuồng cứng cáp ngon lành ha. Cậu lấy luôn cái bộ dáng cậu làm cái lót sàn luôn. Cậu sửa lại đẹp ra chưa? Rồi cô chú mình có về Nam Việt thì sẽ được đi xuồng này ha. À, cậu đóng cái hộc để đồ nữa nè. Mình để 3 cái dao búa rồi bên dưới. Còn trên đây nấu nướng ở giữa này nè. À, mình có rất là nhiều chỗ để ngồi. 2 cái băng chính và 2 cái đầu nữa. Thích ghê ha. Đó. Ở giữa mấy cái cây đà như vậy nè là cậu sẽ khoét cái lỗ tận cho nước nó thông nhau để mình có thể tát nước rồi. Giờ mình phải ra ngoài mình lấy cái bếp ở ngoài xe.
tại vì sợ cầu tám bên đây không có đủ đồ để nấu á, mình có mang theo cái bếp dự phòng, tại cậu có cái bếp lớn mà không có cái bếp nhỏ để mình ngồi mình ăn lẩu. Đến đây cả nhà thấy Tiền Giang ha, ở đây là xã Đồng Sơn, Gò Công Tây, Tiền Giang. Giờ nắng lên này, nắng gắt quá. Đó. Thì chiếc xuồng hồi trước là mình mua chiếc xuồng được cái khung nó cứng, nên là mình làm cho nó tới luôn, mình lót dán cho nó ngon lành, phát sinh thì thành gấp đôi gấp đôi cái giá tiền ban đầu á. Chứ nếu mà như chiếc xuồng mà mình mua cái khung nó nhỏ quá đó, hoặc là nó yếu quá mà mình làm bên trên á, thì mốt nó hư cái chiếc xuồng bên dưới, cái mình bỏ hết thì uổng. Nhưng mà đợt rồi mình thấy nó cứng cáp ngon quá đó, nên là nói cậu Tám cứ làm cho tới luôn. Hồi nãy cả nhà thấy không, cậu Tám cắt dán lót quá đầy đã luôn. Sắp tới bạn bè mình về chơi á, khoảng chục người là không có sợ ha. Mình thả theo con rạch, thả theo dòng nước. Đây bụi quá. Đó, mình nấu nướng, ăn chơi nhảy múa được luôn. Đây là bãi đất bên sông. Bên đây thì xuồng ghe gỗ còn rất là nhiều. Còn bên mình, bên Long An giờ người ta ít rồi, lên bờ hết rồi. Đó, mình qua tới nơi là mình thấy cái phép sắp cái phép vô. Mình nuôi dưới theo ra đây cho nó mát. Mình xách được cái nồi lẩu rồi. Cái nồi này thì mình hay bỏ theo xe đặng đi bụi. Lâu rồi mình không có dịp đi bụi, đây sắp tới mình sẽ đi du lịch cùng cả nhà mình nghe. Rủ bà con mình đi vòng vòng các tỉnh miền Tây chơi. Mình ra đây thì hơi xa xíu, nhưng mà để chút xíu nữa trưa cả nhà lên xe nó đỡ nóng. Mấy con bò của cậu Tám. Cả nhà thấy bên Tiền Giang đất còn rộng mênh mông ha. Nhà cửa cũng không có nhiều. Tại bên đây là đất nông nghiệp đó. Còn mấy tỉnh lân cận hoặc là gần Sài Gòn hay là gần thành thị thì đông lắm. Còn mình chạy ra xa khoảng tầm chục cây số. Nhấn que. Đây nghe tiếng chim mà không nghe tiếng người. Rồi, chiếc xuồng thì cậu Tám đã làm xong cho mình rồi. Bây giờ mình chờ một hai hôm nữa cho nó khô chai, rồi kéo về nhà dì Út. Còn dán lót rồi quá trời dày luôn à. Lắp vò vô dạ. Cái làm cái ấy nữa ngon rồi. Có cái này sẵn luôn là mua máy để, nếu mình muốn thay máy là mua dạ. Máy để vô là vô được luôn à. Bữa em còn nói định làm, cậu làm cho cái hộp bây giờ cũng làm sẵn khỏi kêu luôn nè. Cái này thì cái phải là làm dạ. Đẹp, đẹp ngồi luôn. Rồi giờ ngồi với giờ chế độ luôn. Lúc đầu em định mua chiếc nhỏ cỡ chiếc đằng đây nè, mà sao có chiếc bự rồi là mình vô thêm gỗ thêm đồ nhiều. Quá trời bự luôn. Nó đẹp lắm chứ dạ. Làm lên rồi xuống sông nó chiếc này thì nó đầm rồi. Ví dụ như bạn bè mình mà không biết lội á, xuống nó cũng không bị đầm hơn mấy chiếc đó trời dạ. Ơi xuống nó lắc làm như lắc. Bông vũ vậy đó. Dạ. Nó thiệt mà. Dạ. Kỹ lắp chai vô từng cái đầu đinh đầu ốc hết là cái số của ông hưởng ông ơi. Ông kia tẩu ở đâu ông mua ông đem về ông bán lại cho Tám đó. Dạ. Cái số được hưởng ngon đẹp. Đây đặt bếp trên đây nấu ăn luôn. Bạn đó ngồi dưới đó đó. Giữa nè. Chỗ này là cậu Tám nói mình có thể đặt cái máy đưa tôm, nhưng mà Hòa Sơn thì không có chạy ngoài sông lớn như vậy, nên là đi trong rạch á thì cái đuôi tôm không có quay được. Nếu mà sau này mình có mua cái máy á, mình sẽ mua cái máy đứng ha, mình kẹp nó vô đây đẩy cũng giống như là cái cano vậy đó. Còn khi mà mình muốn quay đầu á thì mình chỉ cần vác cái máy đem lên kia mình kẹp vô đằng kia, đầu nào chạy cũng được. Chứ còn cái đuôi tôm thì phải cần cái diện tích để quay, cần cái mặt rộng đó. Ba tấm dáng mà ráp lại đẹp ghê không. Cậu Tám trét chai lại hết chai mới luôn.
này bơi phải mấy người bơi mới được, bự quá. Quá là đẹp mà ha, thấy gỗ thấy ham, nhìn nó nguyên vẹn lành lặn. Bây giờ vậy nè, mình kêu nó đưa vô tới chỗ đưa vô càng sâu càng tốt. Vô phải khỏi đình, cái rạch nó bự lắm á. Dạ, rồi mình đó mình bơi vô. Rồi không ghé đưa ngay đình cũng được, rồi đình mình xuống mình bơi vô cũng được. Dạ. Cột ở ngay chỗ chỗ sâu tính á. Còn cái ghé chỗ đình đi. Chỗ Út dưới Út tường á. Dạ. Ghé đằng đình đi. Chỗ đằng đình đi. Đằng bỏ cây vô lên. Dạ. Đây được rồi. Chở cây về. Kêu cậu bỏ cho mấy bộ phân đi, bỏ nó bỏ mấy phân. Để đằng đình là vừa đó mẹ, khỏi đi xa. À, rồi lúc đó là cả nhà mình bắt đầu bơi tay, chèo tay vô. Đó đi, để đưa sâu cực người ta. Dạ, ta ra cũng có. Rồi, cả nhà thấy cái cậu Tám làm cái băng ngồi nè. À, cứng cáp ghê không? Rồi ở bên dưới còn có cái cây ngang nữa nè. Tám lấy cái bộ văn chưa anh lót dắt sạp. Đây ngồi đây hai người. Mấy cái này nó làm chắc chiếc xuồng đó mà. Mấy cái cây ngang nè. Đây ngồi 10 người trở lên. Dạ. Ở đây ngồi người đi. Rồi mỗi băng hay này đây 3 băng là 6 người. 6 người ở đây, 2 người nữa 8 người. Ấy 8 băng, 4 băng 8 người đây. 4 băng ngang lại. Dạ. Còn ấy ngồi dưới khoang. Ngồi dưới khoang nè. Ừ. Bắt mấy cây này đi ra nè. Bữa có mấy anh bạn hỏi chiếc xuồng ngủ lại được không đấy? Ngủ được nhưng mà sợ ma lắm, không dám ngủ chiếc xuồng. Cái tấm niệm mẫn á. Yeah. Cái xuồng này đi làm ăn được luôn nè, đi bắt tôm bắt cá được luôn nè. Thời này hồi đó nè mà năm 78-79 mà được chiếc xuồng này là mẹ làm giàu. Dạ. Yeah. Như đây chiếc xuồng này chở chục giờ gạo phải ru. Ừ. Còn hồi đó mẹ chở chiếc xuồng nhỏ hay chiếc xuồng đó nè. Chở có 5 giờ gạo không được vậy nha xíu. Ừ. Với hai người lên ổng chìm này. Nhỏ hơn xuống xuồng đó luôn. Dạ. Một xíu. Ai được chiếc xuồng gì là ngon dữ rồi nè. Cái mẹ phơi cơm khô đây nè. Họ bước qua bên xuồng ta, mấy cái bộ xuồng mà để cái bao và phơi cơm khô. Bước qua xuồng này, bước qua xuồng kia, bước qua người kia vậy. Còn chiếc xuồng mẹ nó nhỏ xíu, nó như mượn xuồng ta để phơi hả? Mỗi xuồng ta nè. Dạ. Là phơi làm sao mà về tới chỗ chợ gạo đó là dọn lại dẹp. Dạ. Nó ráo lại dọn lại dẹp. Xuống là bắt đầu nấu búp búp. Yeah. Nấu búp búp vậy đó, nó không có cho nở. Nếu có bị bắt thì còn lại chục lít gạo đó để đem về. Rồi chuyến nào cũng lợi nhiêu không biết, nhưng mà lợi được chục lít gạo đó là ngoại lên ngoại gánh về. Yeah. Vì ít ký khoai lang là vậy đó. Ở đó khoai với nó rẻ. Vậy sao không nấu hết luôn? Nấu hết rồi vốn đâu đi. Biết vốn hả? Vốn đâu đi. Nấu một chuyến chục lít vậy đó. Đó cái sông đó đó mẹ, đây thả rồi nè. Đây là thả ra trôi rồi đó, bắt đầu kéo bè. Bè riết lại đó. Gặp gió ngược á, như nước lớn gì thì nó trôi theo à, còn nước thì đó nó ương lại rồi đó. Đầu gió Tây Nam á, hỏi ngược trở lại không? Phải lội sông bè bên đó đó. Đó cái sông này là mẹ làm giàu hả? Sông đó đó Sơn là mẹ đó đó, mấy sông đó là mẹ ở đó đó thường đó. Kéo qua khỏi mà đối diện với chị Vinh đó. Dạ. Khỏi đó khúc cái có cái voi nó khúc đó rồi bắt đầu tàu chợ nó. Tàu kéo đợi đó. Kéo nhiều ta nhiều lắm. Cái theo xuồng nhìn là tài nhì nè. Dạ. Tài nhất là mấy chiếc xuồng cỡ 5-7 tấn, chục tấn là đeo sau cái đít là mấy chiếc nào nhỏ càng nhỏ thì càng về sau phải không? Về phía sau. Dạ. Kéo hàng ba, hàng bốn vậy nè. Kéo đu đưa về thon. Dài bằng đây. Ra giữa sông. Hôm nay cậu Tám làm thêm mấy cái cây bên dưới cái thấy chiếc xuồng nhìn nó cứng thấy sợ luôn. Đà thêm đà. Yeah. Này bắt ra. Mấy cái này là mấy cái then. Yeah. Cái này nè, mấy then á, then ngang. Yeah. Này là bự. Then ngang là then dưới đó. Cậu gạch cho con hai cái then. Dạ. Yeah. Này then nè.
Rồi nó quá trời nó cứng luôn cậu. Cái này là the, cái này là bửng bửng ngồi. Nhìn xong thấy cũng ham nữa, thấy nó đẹp cái quá trời. Cậu làm đáng lẽ anh ta cây này nó bỏ cây này nè. Dạ. Cậu làm cây ngang nữa, đứng nữa. Chơi cái này. Rồi mai cậu cắt cậu đo cái ni với này. Dạ, cậu cắt khúc độn này nè. Trên này con xuống này cho nó không nhịp nhịp nè. À được. Thôi vậy cũng được. Không mà phải độn. Muốn nói cái này ngái khi ngồi ngồi cái nó nhịp nhịp nghe. Chị nói cái này theo chị là theo chị á là cưng sai chứ theo chị còn thiếu một chuyện mà cưng biết chuyện gì không? Một miếng be thấy giống vậy này chạy dài lên sao á? À là chụp chụp ấp khẩu phải không? Chụp cái gì? Chụp khẩu chụp, chụp đầu công. À là viền luôn vậy luôn đó. Đẹp dữ lắm. Nó đẹp nữa phải không? Đúng rồi. Mà thôi nói vậy thôi chứ. Chị thôi nó công nặng kéo không nổi không thêm phải. Cái ý cũng như đúng ra là nó từ cái miếng này nè từ đây cái liền tới sao luôn hợp đi luôn bay cái đầu công này cái miếng này lại hết rồi, đẹp lắm thì nói vậy thì ok rồi nói vậy thôi nhưng mà đừng có làm rồi có cây chèo cây bơi dạ nhiều nhiều thì càng tốt cậu tại nhiều khi nặng quá bơi không nổi nhiều người bơi bụng cây bơi một cây chèo rồi hai cây bơi đi dây dây cậu lấy dây cậu cắt cho cộng dây mũi dây lái thêm rồi cho tại thôi, cắt chi để vậy mua đi cậu. Để kìa con mua. Chứ cắt thì mất cao uổng. Rồi, bữa nay cho cả nhà mình xem cận cảnh chiếc xuồng này ha. Mình thì rất là thích về gỗ. Đẻ đâu thấy sợ đi. Cái gỗ này nó thật sự bây giờ nó rất là mắc làm không có nổi á. Nhưng mà do cậu có gỗ nhà nên là cậu không có xài cái cậu rã ra đó. Chứ còn mà mình mua cái gỗ nguyên á nó mắc dữ lắm luôn. Bây giờ mình tự đi mua. Tự đi mua chịu không nổi. Đó là tiền không. Yeah. Tám dây này có tám cắt cho ở trước 5 mét ở sau 5 mét tại mình dạ. Đâu có đi đâu đâu neo nào sợ bỏ uổng uổng gì đâu với dầm bò mà dạ à, tám dạ. Trước cho dây sau dây ba cumin 400 luôn là máy hả cậu máy cumin máy cumin 400 hộp số lớn bữa thì Hoàng Sơn có quay hai cái chiếc tàu này thì có nhiều cô chú hỏi bên cậu tám có bán ghe không thì cậu chỉ có bán hai chiếc này thôi cả nhà ha. À, hai chiếc tàu kéo nè mình đi ra đây không biết có rớt xong không đây, đây chiếc tàu kéo cậu tám lấy hai chiếc này một chiếc 300 triệu nè này mình quay cho cả nhà mình chia sẻ thông tin thôi nghe còn nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu thì liên lạc trực tiếp với cậu tám nghe mãi ghè mình dưới nè tàu lớn dữ ha à, đây một chiếc nữa hai chiếc mình thấy nó cũng gần giống nhau nhưng mà do Hoàng Sơn cũng không có quan tâm gì cái vụ này lắm nên là cô chú mình có quan tâm thì có thể liên lạc với cậu tám để qua xem rồi mình thì không rành về ghe tàu đây ở đây có bằng nữa nè mấy cái bằng nhỏ nhỏ này là làm gỏi hết sảy luôn búp bằng mấy cái này chính chưa dính chưa ta ôi trời ơi trời ơi trời đứng đứng hơi lọt xong chát nó còn xanh hồi xưa xuống rẫy thích ăn mấy cái bằng chín còn chắc á hả à, đây là hai chiếc tàu kéo mà Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình bây giờ Hoàng Sơn sẽ quay trên cao cho cô chú mình xem nghe à, hôm nay thì Hoàng Sơn cùng ở nhà mình qua coi cận cảnh cái chiếc xuồng của Hoàng Sơn này rất là đẹp ha à, có phát sinh thêm à, ban đầu thì chiếc xuồng này mình không có làm gì hết á bây giờ mình làm đẹp lên nếu làm cứng cáp lên thì lại tốn thêm gỗ nhưng mà được cái là nó sẽ rất là đầm à, sau này cô chú anh chị mình về đi là yên tâm rồi ha à, hôm nay Hoàng Sơn sẽ chia sẻ thêm vài hình ảnh của hai cái chiếc tàu kéo và cô chú mình trong video trước á, có liên lạc với Hoàng Sơn á thì có gì gọi cho Hoàng Sơn nha Hoàng Sơn để số điện thoại của cậu tám để cô chú mình liên lạc trực tiếp rồi hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha và có những cái bữa ăn gia đình cùng với Hoàng Sơn trên cái chiếc xuồng này.